Hello, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại kênh nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ nha. Anh chị ơi, Thành Vũ đang đứng trong một cái khu dân cư kiểu giống như một đại công trình luôn anh chị, rất là dài luôn. Ở đây mấy chục căn và đang xây và đang bán, rất là nhiều người khách tới ở rồi nha anh chị ha. Đường này là đường ô tô nha, bề ngang của mặt đường là khoảng 4m và đi thẳng mình còn quẹo nữa anh chị. Đường phía trước thì cũng là đường thông thôi. Rồi ở đây thì có những cái căn nhà cũng đang xây và hôm nay Vũ giới thiệu cho anh chị hai căn nhà nha. Hai căn nhà mới giá rẻ gần khu công nghiệp Cầu Tràm, giá chỉ hơn 2 tỷ thôi anh chị, 2 tỷ xíu thôi, dưới 2 tỷ 2 nha. Với diện tích rộng luôn, đầy đủ công năng, đường ô tô nè ha. Rồi đường ô tô, 3 phòng ngủ, đầy đủ công năng cho anh chị, giá dưới 2 tỷ 2 anh chị. Đây, ở đây nè thì căn nhà của mình á có một khoảng sân rộng nha. Khoảng sông sân rộng đậu 16 xe, 16 chỗ cũng được luôn, 7 chỗ 16 chỗ cũng được luôn, ốp lát gạch chống chân trượt cho mình rồi anh chị. Trên đây á, thì mình cũng có làm những cái cung tròn nè để mà mình trang trí anh chị, và gạch ốp lát, đây gạch ốp lát chân tường làm full luôn, ốp hết cho anh chị luôn đó. Rồi đây không gian mặt dựng của căn nhà là mái hộp nha, kiểu mái hộp nha anh chị. Bên trong căn này á thì mình có cho mình là những cái vách, kệ vách tivi đã làm sẵn cho mình rồi, kệ tủ tivi nè ha, vách tivi ốp trang trí cho mình đã làm rồi anh chị. Trên đó thì mình có đèn chùm nè, rồi vách sofa phía sau cũng làm cho mình luôn. Phía sau đây á thì mình cũng có là tủ với chân cầu thang, cầu thang thì đặt giữa nhà nha. Gạch chân tường không có làm gạch chân tường, cầu thang á thì đá hoa cương trắng đen và lan can tay vịn kính cường lực. Bên đây á thì mình cũng có một cái tấm ốp nữa anh chị, đó tấm ốp với chân cầu thang. Phía sau này gạch chân tường rồi đó, không gian bếp của mình có gạch chân tường sẵn rồi, tủ bếp dưới, tủ bếp trên, rộng rãi luôn chị. Căn này cái phòng ngủ, phòng bếp này á mình để một bộ bàn ăn 8 ghế là ok luôn. Ở đây trang trí cho mình những cái ấy nè, những cái tấm ốp nè ha. Rồi về Thành Vũ tặng cho bức tranh nếu anh chị thích ha. Rồi, bên đây không gian phòng ngủ ngay bên dưới tầng trệt mình có một cái căn phòng dùng hệ cửa nhôm. Phía sau này á thì mình có một cái khoảng sân cũng rộng anh chị, khoảng sân này rộng nha. Rồi có luôn cho mình gạch ốp lát chân tường, trên á thì mình làm cho mình cái ban công rồi, có ban công cho mình luôn. Phía sau đây anh chị một cái nhà vệ sinh, đây nhà vệ sinh rộng rãi đầy đủ công năng cho mình luôn, bồn cầu nguyên khối nè, rồi hoa sen đầy đủ ha, lavabo buồn đó. Cái không gian này á cũng thoáng anh chị, Thành Vũ thấy thoáng rồi. Giờ mình lên lầu ha. Rồi khu dân cư này ở đông vui anh chị, đông đúc, rất là nhiều nhà ở đây luôn, rất nhiều nhà ha, nằm gần khu công nghiệp Cầu Tràm. Nếu mà cô chú anh chị mà đi làm ở quận Bình Tân, Tân Bình đó anh chị, Bình Tân đó, quận 5, quận 6 đó thì rất là gần anh chị ha. Đó, cũng gần chợ Bình Chánh. Đây, ở riêng với không gian ở giữa này thì mình làm không gian sinh hoạt chung hoặc phòng thờ. Nếu mà cô chú anh chị nào mà nhà mà muốn cần nữa, cần thêm phòng ngủ nữa, mình làm luôn phòng ngủ cũng được luôn. Phía sau này thì mình còn thêm một phòng nữa nè, phòng ngủ. Phòng ngủ này thì mình sẽ có là một cái ban công. Ban công này đang thiết kế là dùng chung đó, ban công này dùng chung nha anh chị. Còn nếu mà muốn riêng tư hơn thì mình làm phòng ngủ bự ra, nhét cái cửa sổ cửa chính vô đây đó. Nhà vệ sinh thì bên đây, nhà vệ sinh đó thì cũng đầy đủ công năng luôn. Đây mấy căn này, mấy căn này bên Thành Vũ cũng có bán anh chị, ngang ngang 4 dài 45, ở ngang 5 dài 45 đó thì giá nó sẽ cao hơn nha, ngang 5 dài 45 giá nhỉnh hơn, cao hơn. Rồi tầm 28 rồi anh chị. Đây bên đây thì có cái nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ phía trước, rồi có luôn ban công ngoài này đó. Ban công thì dùng sắt hộp làm CNC nha anh chị ha. Đó khu dân cư thấy ok, phía trước tới nữa thì cũng xây nhà đối diện nha anh chị ha, nên anh chị cũng yên tâm đó. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha anh chị ơi. Căn nhà này là một cái căn nhà hướng bắc nha anh chị, một cái căn nhà hướng bắc, diện tích ngang 4m rưỡi, dài 27m, và đường của mình là đường ô tô phía sau khu công nghiệp Cầu Tràm, cũng gần nha anh chị, gần. Và trong khu dân cư hiện hữu xây rất là nhiều căn ở đây như anh chị cũng thấy quen thuộc rồi ha. Rồi với một cái căn nhà như thế này giá tổng chỉ là 2 tỷ 150 triệu thôi, giá trên là giá full nha anh chị, là bao sang tên công chứng, ra tên anh chị trên sổ hồng riêng luôn, đất full thổ cư 100%.
và còn thương lượng trực tiếp nha, trực tiếp chính chủ nha anh chị. Rồi anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi cho Thành Vũ theo số hotline trên màn hình nha. Rồi nhớ bấm like ủng hộ Thành Vũ nếu mà cái video này thấy hữu ích nha anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp ạ.